Câu chuyện Trí Huệ Phật Giáo, trị khỏi bệnh hiểm nghèo. Tương truyền vào thời viễn cổ, phía Tây tộc Nguyệt Thị có một nước nhỏ, Phật giáo ở nơi đó tương đối hưng thịnh. Trong đất nước này, có lưu truyền một câu chuyện rất ưu chuộng. Ở cách tay đẹp của mình sao vậy? Có thể bị con trùng cắn. Không sao đâu. Không đúng. Để xem giống như... bên cùi. Đại bàng, để... Đừng qua đây. Hả? Mẹ, cứ mặc kệ con đi, sẽ truyền nhiễm đó. Cho dù người trong thiên hạ đều ghét bỏ con, thì mẹ cũng không rời xa con đâu. Mẹ. Mẹ, con không thể liên lụy đến mẹ được. Con không thể hiếu thuận mẹ được nữa. Phổ Hiền Bồ Tát, con ở nhà hiếu thuận với mẫu thân, ra ngoài tôn kính sư trưởng. Một đời chưa từng làm qua chuyện ác, tại sao lại có được báo ứng như vậy? Bồ Tát, ngài nói cho con biết đi. Đây là nơi nào vậy? Sao mình lại tới nơi này? Đại nhân, thời gian tới rồi. Đại nhân, không lẽ là đang gọi mình? Ông đang gọi ta sao? Tiểu nhân là quan phụ tá cho ngài mà. Ngài nên thăng đường để xử lý công việc rồi. Hả? Đi trước dẫn đường đi. Đại nhân, đây là công văn mà hôm nay ngài phải xử lý. Vụ án trộm cắp mười mấy ngày trước, tại sao đến bây giờ vẫn chưa phá án? Ai phụ trách chuyện này? Đại nhân, vụ án này do tiểu nhân phụ trách. Tiểu nhân tại vì thân thể không được khỏe. To gan, thân thể không khỏe thì có thể kéo dài thời gian xử án sao? Lôi hắn ra, đánh 40 trưởng. Đại nhân, không cần gì hắn cầu tình, đánh. Đại nhân tha mạng. Đại nhân. Đại nhân, hắn đã chết rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đánh có mấy cái đã chết rồi? Đại nhân, mấy ngày trước anh ta bị bệnh nặng, hôm nay vừa mới đỡ một chút. Còn bệnh tới bẩm báo tình hình vụ án cho ngài. Sao ngươi không nói sớm? Đem thi thể của anh ta đưa về nhà, an táng cho thật tốt đi. Dạ. Đại nhân, ngài tìm tiểu nhân có gì dặn dò không? Đều là lỗi của ta, hại bố đầu mất mạng. Đây có 100 lượng bạc, ngươi đưa tới nhà họ coi như một chút bồi thường của ta. Không chối gì đại nhân, con của bộ đầu mới chỉ 3 tuổi, nhìn thấy thi thể của cha mình, ngay lúc đó bị kinh sợ chết rồi. Phu nhân của bộ đầu nhất thời kích động, cũng treo cổ tự vẫn. Chỉ vì sự lầm nhẫn nhất thời của ta, không ngờ hại khiến gia đình họ diệt môn rồi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không trách đại nhân được, là lỗi của ta. Ta có lỗi với họ. Đại nhân, đại nhân. Ngươi không phải chết rồi sao? Ngươi hại gia đình ta tan nhà cửa nát, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ khiến cho thân thể ngươi lở loét, chết không tử tế. Dọa chết mình rồi, sao mình lại gặp ác mộng như vậy? Ta sẽ khiến cho thân thể ngươi lở loét, chết không tử tế. Mình hiểu rồi, đây là bệnh nhân quả. Để trước mình làm hại chết bổ đầu, ông ấy tới tìm mình đòi mạng. Phổ Hiền Bồ Tát, đệ tử biết rằng đời trước tội nghiệp nặng nề, đời này bằng lòng suốt đời ăn chay, quanh năm tụng kinh, tất cả công đức đều hồi hướng cho bổ đầu. Từ nay sám hối tất cả các ác nghiệp đời trước đã gây tạo, hy vọng có thể hóa giải hận thù trong lòng của bổ đầu. Đệ tử chết không đáng tiếc, chỉ mong cho bổ đầu trong tâm không còn oán hận, sớm ngày được độ thoát, giảng sanh cực lạc. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Dưới sự bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát, bệnh cùi của tiểu xấu triệt để khỏi hẳn. Từ đó anh ấy lãnh hội được đạo lý, vạn pháp giai công, nhân quả bất công, căn bệnh nan y kỳ quái, bất trị trên đời này, đa phần là do nhân quả mà ra, không thể không tra, không thể không sợ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.